Sau Nhật xin chào các bác nhé. Em tiếp tục lên sóng con máy rửa bát Panasonic TR5 bên em vừa dọn xong. Vào thời điểm này thì cuối năm các bác mua máy rửa bát rất là nhiều, nhất là thời tiết nó lạnh các bạn. Sắm cho nhà mình một chiếc máy rửa bát thì cũng là tuyệt vời luôn. Ăn cơm xong cỗ bàn các thứ các bác xếp và không ngại rửa bát, mà giá thành thì đặc biệt nó rất là rẻ. Cái dòng TR5 này bán là chạy nhất trong phân khúc các bác này. Giá tiền nó, con này em bán là 3,2 triệu nhé, bảo hành 1 năm. Quá rẻ, một cái máy rửa bát bằng một bữa đi chơi vớ vẩn thôi ạ. Các bác có cái máy rửa bát phục vụ dùng 5-10 năm sao không phải nghĩ luôn. Như con này phần lưng tôn đối với hàng bãi nó quá đẹp con này. Đời 2012 nhé. Series của nó là 0940. Bên em thì quay con nào thì bán đúng con đấy luôn. Các bác chốt con nào thì các bác báo số. Ví dụ con TR5 này số 11 thì các bác báo số con TR5 số 11 thôi. Hai bên thành vách khá là đẹp. Chất các thứ còn khá ok, giang chỉ đẹp quá nhé. Chiếc này em bán là 3,2 triệu, bảo hành 1 năm. Ship hàng toàn quốc nhưng không bao ship ạ. Phí vận chuyển đi toàn quốc là 150.000. Bác nào chưa có biến áp thì các bác phải mua thêm biến áp nhé. Là biến áp là 500.000. Hình thức mua bán thì đặt cọc trước 500, nhận hàng kiểm tra đúng hàng thanh toán nốt. Đây, các bác có thể tra cứu cái mã Panasonic NPTR5 này thoải mái trên mạng internet nhé, xem giá thành được như thế nào. Chào các bác.